xà thành công. Ba cầu soi, một em xà có ba cầu soi, bóng đã vào lỗ. Và ném ba thành công của ba cầu soi. Đã giúp để Nguyễn Sang Nguyễn thực hiện ba chuẩn bị. Đây là quả phạt của ba cầu soi chính xác. Đây là Martin. Đó là cú ném thành công của Michael Soy. Và cú bắn phạt của Michael Soy thành công. Chỉ còn 3 giây, đây là cú bắn rổ 3 điểm rất đắt. Michael Soy. Rebound của mình. Và bắn rổ từ xa của Michael Soy. Đó là ca cầu thủ Sinh Quyên. Một pha ném một cự ly rất xa của Michael Soy. Và đó là pha bắn rổ 3 điểm thành công. Để vào sân ngay cái cú đầu tiên này. Và một pha bắn rổ 3 điểm nữa của Michael Soy. Michael Soy thực hiện pha ném xa. Bóng đã vào rổ 3 điểm cho các cầu thủ Sinh Quyên. Chính xác là một tình huống cơ lý zone và đó là 3 điểm cho Michael Soy. Số tiền thì tỷ số chính xác là 20 đều. Nhìn chung, Michael Soy với một cú ném 3 điểm. Bóng đi vào rổ về cho Michael Soy. Michael Soy cú ném 3 điểm. Bóng đi vào rổ thêm một lần nữa. Michael Soy. Hình ảnh rất đáng sợ đúng không? Tình huống bắn 3. Quá tuyệt vời. Và bắn rổ của số 3 Michael Soy. Và bắn rổ của Michael Soy. Và bây giờ thì chúng ta mới được gọi tên Michael Soy ở thứ 3 điểm. Chuyện gì vừa xảy ra đây? 3 điểm.